Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, được dự báo, trời ban cho số mệnh phú quý, điều kiện đủ đầy, tháng đầu tiên của năm quý Mão, thần tài ban lộc, quý nhân chỉ lối, làm ăn chúng lớn, giàu hết phần thiên hạ. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, thuộc mệnh hỏa, lưu trung hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Người Đinh Mão thường cởi mở, linh hoạt và ưa tự do. Họ thích du lịch, thám hiểm và trải nghiệm. Bản năng dùng hòa bình đáp lại khiêu khích giúp họ tiến xa trong cuộc đời. Con giáp này thường khao khát quyền lực và rất hãnh tiến. Họ thích là người số một và có đủ thông minh, cũng như lý tưởng để đạt được điều này đinh mão có khả năng lãnh đạo tốt hơn các tuổi mão khác và sẽ trèo lái con tàu của mình một cách chừng mực thận trọng người sinh năm đinh mão thường hết sức nghiêm túc trong sự nghiệp họ làm việc chăm chỉ có năng khiếu trong kinh doanh và sẽ thành công hơn nhiều nếu biết tham khảo ý kiến của người khác khi có mục tiêu rõ ràng họ có thể tư duy mạch lạc tập trung cao độ và ngẩng cao đầu tiến lên đinh mão là người dễ tiếp xúc và rất tự nhiên năng lượng hỏa giúp họ dễ dàng bộc lộ cảm xúc và đam mê Tính cách của họ thường mạnh mẽ hơn so với các tuổi Mão còn lại. Tuy nhiên, hỏa lại khiến con giáp này dễ nóng nảy và thất thường, rất may là họ vẫn có thể che giấu những cảm xúc này bằng khả năng ngoại giao và vẻ ngoài quyến rũ. Tuy nhiên, khi có tâm trạng rất xấu, họ cũng có thể xả hết mọi bực bội lên người mình yêu, khiến bạn đời phải đau khổ. Tuổi Đinh Mão nhận thức hết sức rõ ràng những thay đổi quanh mình. Họ thường có trực giác tốt và một số người thậm chí rất có khả năng trong lĩnh vực tâm linh. Tuổi Đinh Mão được các vị Phật sau ban cho các phước tính. Phật ban phúc hư không tạng Bồ Tát. Phật ban trí đại thế trí Bồ Tát. Phật hộ mệnh sư Như Lai. Phật bảo hộ đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với Đinh Mão. Tuổi Bính Tuất tuổi Mậu Tuất. Tuổi không hợp cũng không khác khi kết hợp làm ăn với Đinh Mão. Quý dậu, Tân Tỵ ất dậu, Quý Tỵ, Quý Mão, Tân Hợi, Quý Hợi. Tuổi khác với Đinh Mão không nên kết hợp làm ăn quý dậu, tân tỵ, ất dậu, quý tỵ, quý mão, tân hợi, quý hợi. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023, công việc của tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, tiến triển thuận lợi, mọi xui xẻo, điều bất lợi của năm cũ coi như đã qua. Năm mới nghênh đón nhiều niềm vui, và may mắn, tiến trình công việc diễn ra suôn sẻ, hầu như không có biến động lớn, mọi thứ dường như đã vào đúng guồng quay của bản mệnh. Bạn cứ y kế hoạch mà làm, mưu sự không quá khó khăn, gặp tháng giáp mộc đế vượng ở Mão, vận khí hanh thông, thúc đẩy công việc càng thuận lợi. Bên cạnh đó Bách Việt chủ về đào hoa có lợi cho bản mệnh trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, giúp ích cho việc thăng tiến sau này. Vận khí cũng có thể giảm sút đi đôi chút, đúng lúc này bạn có thể phải đưa ra quyết định vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp về sau này. Nếu tâm lý luôn vững vàng bạn sẽ đưa ra quyết định, may ở đây là tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, biết phát huy sở trường, nắm bắt thời cơ gặt hái được thành quả lớn nhưng dù ở đây là môi trường làm việc chưa thực sự dung nạp được bạn vẫn có kẻ ghen ăn tức ở gây chuyện thị phi thậm chí răng bẫy để chờ bạn nếu không tỉnh táo giữ mình tiên tường người khác thái quá nhẹ thì mất lợi ích tiền bạc ảnh hưởng uy tín nặng thì có thể liên quan đến kiện cáo pháp luật với những ai còn đang đi học đầu năm không khí ngày nghỉ ngày lễ vẫn còn khó mà tập trung học hành chăm chỉ tuy vậy với trí thông minh và tài xoay sở tốt bạn vẫn sẽ làm tốt các bài kiểm tra thành tích không hề tụt giảm về mặt tài vận Năm sung thái tuế 2022 đã qua tuổi đinh mão, sinh năm 1987, vững tâm vượt qua mọi xui xẻo, nhất là tháng cuối cùng của năm nhâm dần, để chào đón một năm mới, vận khí hanh thông, cát lành. Từ vi tháng 1 năm 2023 âm lịch cho tuổi Đinh Mão thấy rằng đầu năm vận tài lộc của bản mệnh khá vượng và dần có xu hướng ổn định. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tính chuyện đầu tư kinh doanh, thậm chí có thể thử sức ở những hạng mục mang tính mạo hiểm và có sự biến động mạnh như cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản. Vững kiến thức chuyên môn, đanh thép trong bản lĩnh và thêm chút may mắn từ thời vận, sớm muộn gì bạn cũng có được thành công xứng đáng. Lại thêm được Nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng ủng hộ tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, mưu sự dễ thành, con đường làm giàu không còn quá chắc trở, kinh doanh buôn bán phất mạnh, nhưng theo từng bước ổn định, chứ không phải kiểu quá nhanh, quá nổi, rồi lại sớm bị chìm xuống, dù khá may mắn về tài chính, nhưng tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, lại không có duyên với các trò cá cược may rủi, đỏ đen. Đầu năm hội hè, đình đám nhiều, tốt hơn hết bạn nên hạn chế tham gia, hoặc tránh càng xa càng tốt, kẻo tiền mất tật mang. Theo cửu cung phi tinh, tháng có tứ lục bay vào hướng đông nam, gặp bát bạch tài tinh, đây được coi là phương vị cắt lợi tốt cho cả tài lộc và sự nghiệp, sắp xếp bài trí phong thủy hợp lý, sẽ kích hoạt tài khí vượng, giúp những chú mèo dễ gặp may mắn về tài chính hơn. Theo đó, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 có thể bài trí biểu tượng, long quy phong thủy, tức rùa đầu rồng tại hướng đông nam của phòng khách, hoặc phòng làm việc, vật phẩm phong thủy này, có tác dụng hỗ trợ tứ lục và bát bạch phát huy các tính thúc vượng tài khí, tài lộc càng dồi dào, thịnh vượng hơn. Về mặt tình cảm. Xem tử vi cho thấy, trong năm nhâm dần 2022 vừa qua, con giáp này đã khá phải đau đầu, vì chuyện tình cảm, yêu đương. Tuy nhiên, bước sang năm mới quý mão 2023, vận đào hoa của tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, lại có sự khởi sắc mạnh, nhân duyên hữu ý, tình cảm tương thông, dễ gặp được người tâm đầu ý hợp, không cần nói nhiều, mà vẫn hiểu nhau sâu sắc. Đầu xuân vận khí hành thông, vạn sự tê mới, là thời điểm nhân duyên nở rộ, đào hoa phơi phới, mang tới nhiều niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm, yêu đương nam nữ, hạnh phúc gia đình, đi đâu, làm gì, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, cũng dễ dàng thu hút sự chú ý, thậm chí còn gặp được quý nhân tác hợp tình duyên, sớm yên bề gia thất. Lương duyên đến với bạn thật tình cờ, có thể là trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới, hãy mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, để vết thương trong quá khứ ngủ yên, có như vậy bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực. Tháng này nhờ có Bách Việt Đào Hoa xuất hiện, vừa đóng vai trò hòa giải, lại thúc vượng nhân duyên, đời sống vợ chồng phong phú, gia đạo hài hòa, dù có hục hạc, mâu thuẫn, nhưng đều khá nhỏ, thông qua đó vợ chồng càng thêm thấu hiểu, và gắn kết hơn. Xem phi tinh tháng. Trong tháng một âm lịch này có, nhất Bạch Đào Hoa bay vào hướng Bắc gặp Ngũ Hoàng chủ hung tinh ở Bát Vận. Ngũ Hoàng là đại hung tinh, có sức mạnh tàn phá cực lớn, khiến các tính của Nhất Bạch khó mà phát huy đào hoa lành, có thể biến thành đào hoa giữ, ảnh hưởng đến đời sống tình cảm tuổi đinh mão, theo đó, bản mệnh có thể bài trí một số đồ vật bằng kim loại, tính kim khiến ngũ hoàng sinh xuất thổ sinh kim, tại hướng bắc ngôi nhà, hoặc phòng khách. Đơn giản hơn, bản mệnh đặt một cốc nước tại phương vị này, một tuần thay nước một lần, giúp cho nhất bạch phát huy tác dụng, thúc vượng đào hoa, mang lại sự hanh thông, hài hòa cho phương diện tình cảm, yêu đương. Về mặt sức khỏe tháng cuối cùng của năm nhâm dần 2022, không ít người tuổi đinh mão, sinh năm 1987, gặp vấn đề về sức khỏe, nào là ốm đau, mất tiền, mất của, nào là họa huyết quang, va chạm xe cộ, vân vân. Tuy nhiên bước sang tháng 1 năm 2023 âm lịch, những dấu hiệu xui xẻo đã giảm hẳn, tuổi đinh mão, sinh năm 1987, mão mộc, được mùa xuân che chở, sức sống dồi dào, tinh thần phấn khởi, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng nào có điều, bản mệnh cần lưu tâm tới vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, dịp Tết cổ truyền nghỉ khá dài, nạp thức ăn vào cơ thể nhiều, trong khi luyện tập lại thiếu, bởi thế cân nặng có thể tăng đột biến, vừa khiến bạn thiếu tự tin về ngoại hình, lại tiềm ẩn không ít nguy cơ bệnh tật, bạn cần kiểm soát tốt thể chưa trạng, để đảm bảo sức khỏe ổn định, lâu dài. Có một trong những nguyên tắc ăn uống cơ bản ở mùa xuân là, giảm chua, tăng ngọt ăn quá nhiều chất chua, làm can khí quá vượng, khóc và tỳ thổ quá mức, làm tổn hại đến tỳ, vì ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, gây ra tình trạng khó tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy. Khi tăng cường các chất ngọt, chúng đi vào tỳ, có tác dụng bổ dưỡng tăng cường chức năng tiêu hóa của tạng tỳ, để chống lại sự khắc phạt quá mức của tạng can, từ đó giúp tiêu hóa tốt, ăn uống ngon miệng, ngủ sâu giấc, tinh thần khoan khoái hơn hẳn. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023, cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng đầu tiên trong năm mới. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ ban biên tập chương trình. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.